Mời. And now, with much honor, we would like to introduce the present of our distinguished guest. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Như Duy. Đó là quyết định
một cô giáo, tôi mới thấy để làm được điều đó thật không dễ dàng, mà đòi hỏi sự quyết tâm cao và lòng yêu nghề vô bờ mới có thể thực hiện được. Để các em có một môi trường học tập tốt, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức của hệ thống đã tận tâm với công việc và nỗ lực từng ngày vượt qua rất nhiều khó khăn để hướng tới một môi trường đào tạo chuẩn mực, năng động, lấy học sinh làm nhân vật trung tâm, môi trường sống và làm việc giàu tính nhân văn. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt cán bộ giáo viên hệ thống trường mầm non Thần Đồng, trường mầm non Úc Châu, trung tâm Anh ngữ Vanasi và trung tâm Toán IQ, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo và các cán bộ công nhân viên trong thời gian qua đã đồng lòng chung sức, vui có, buồn có, gian nan có, giúp cho nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục đào tạo quận 2, sự ủng hộ giúp đỡ công tác quý báu và hiệu quả của quý vị đại biểu, các bất kỳ là đối tác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý quan khách. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Của cô Lương rất nhiều. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hồ Như Duy thay mặt khách mời lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và
biểu của ông Hồ Như Duy đã đại diện cho khách mời lên phát biểu. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời những đại diện khách mời có tên sau đây sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận những bó hoa tri ân từ phía ban đại diện trung tâm. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hồ Như Duy, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thu Cúc, xin được trân trọng kính mời cô Kiều Mỹ Chi, xin được trân trọng kính mời thầy Lê Minh Hiển, xin được trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Đặng Hiền, xin được trân trọng kính mời bà Vũ Thị Hiền và xin được trân trọng kính mời cô Tuyền, xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Hoàng Dũng và xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Trực, bà Lê Thị Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Cương. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận những bó hoa thiêng thắm đến từ phía ban đại diện trung tâm. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đức Vinh. Mời đại diện khách mời cũng như là quý đại biểu có tên, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ phía ban tổ chức chương trình. Thank you.
của hạng mục này. Buổi tiệc phần trang trọng và ấm cúng mà ban tổ chức chương trình đã dành tặng cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ẩm thực cũng như là vừa theo dõi trên màn hình đoạn video clip của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, ở hạng mục giáo viên Việt Nam xuất sắc của năm, chúng tôi xin được chúc mừng cho ba giáo viên là có tên sau đây. Xin mời quý vị cùng bước tắt về phía màn hình sân khấu. We want to invite Miss Nguyễn Thị Huệ, Miss Nguyễn Thị Kim Ngọc, Miss Nguyễn Trương.
Thank you.
đoàn vừa rồi đó là hạng mục nhân viên xuất sắc với năm nhân viên có tên sau đây: cô Võ Thị Vượng, cô Nguyễn Thị Linh, cô Lê Hồng Thái, cô Nguyễn Thị Quỳ và cô Nguyễn Thị Thúy. Xin được trân trọng kính mời năm cô cùng tiến về sân khấu, và không biết là cô nào đạt hạng mục nhân viên xuất sắc của năm. Xin mời các cô chúng ta cùng tiến lên sân khấu và cùng chờ đợi kết quả. We would like to invite Miss Võ Thị Lượng, Miss Nguyễn Thị Linh, Miss Lê Hồng Thái, Miss Nguyễn Thị Bích Quỳ and Miss Nguyễn Thị Quý come to the stage. Và trên sân khấu của chúng ta là hiện có 3 cô rồi, còn 2 cô nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời 2 cô chúng ta cùng nhanh chân di chuyển vào phía sân khấu để chương trình công bố trao giải được diễn ra. Xin được chân thành cảm ơn các cô rất nhiều. Mr. Nguyễn Hoàng Nguyên and Miss Kiều Mỹ Chi come to the stage to announce the results.
vị, tiếp theo sẽ là kết quả công bố là một nhân viên triển vọng. Mời quý vị cùng xem đoạn video clip. Dạ, đây là không có video clip nữa. MC cũng được công bố đó là 8 nhân viên lọt vào top 5 của hạng mục nhân viên triển vọng. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời 8 nhân viên có tên New Trang sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin mời cô Nguyễn Hồng Vân, xin mời cô Bùi Thị Hương, xin mời cô Hồ Thị Ý, xin mời cô Nguyễn Thị Đông, xin mời cô Nguyễn Thị Hằng, xin mời anh Lê Quy Cường và anh Trần Đình Giang cùng tiến về sân khấu. Thank you.
bố trao thưởng ở các hạng mục nhằm tôn vinh những thầy cô, những nhân viên xuất sắc, giỏi, có trình độ. Còn bây giờ là chương trình tri ân những thầy cô đã hy sinh đóng góp cho sự phát triển của Galaxy. Họ là những người tiên phong hy sinh công tác xa tại các chi nhánh miền Trung. Ladies and gentlemen, that was the award ceremony to honor the teachers and staff who were excellent and promising. And now is a grateful ceremony to the teachers who have given their contribution to the development of the Galaxy. They are pioneers working away in branches in central of Vietnam. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời 11 thầy cô cùng với các anh chị có tên. Sau đây chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu một lần nữa để nhận huy chương về sự cống hiến. Xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hoàng Nguyên, xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Hiền, xin được trân trọng kính mời thầy Lê Quang Minh, xin được trân trọng kính mời thầy Võ Phúc Đại, xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Trương Kim Ngọc, xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Kim Ngọc và xin được trân trọng kính mời cô Đinh Thị Thu Thảo, cô Nguyễn Trúc Duyên, thầy Đoàn Tập Phúc, cô Nguyễn Thùy Linh và anh Lê Văn Á. Xin mời các thầy cô cùng với các anh chị chúng ta cùng đứng lên sân khấu để một lần nữa nhận huy chương về sự công hiến. Triển vọng.
sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin được chúc mừng cho cô Phí Khánh Đoan, xin được chúc mừng cho cô Lê Phương Thủy, xin được chúc mừng cho cô Bùi Thị Phượng Quân, xin được chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Việt Phương, xin được chúc mừng cho thầy Nguyễn Đỗ Trường Minh. Xin lỗi, đó là thầy Đỗ Trường Minh. Xin được chúc mừng cô Quỳnh Kim Dung, xin được chúc mừng thầy Võ Quốc Đại, xin được chúc mừng thầy Nguyễn Văn Nghĩa, xin được chúc mừng thầy Lê Quang Minh, xin được chúc mừng cô Bùi Thị Xuân, xin được chúc mừng cho cô Thái Thị Hoa Phượng, xin được chúc mừng cho cô Ái Duy, xin được chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Hương, xin được chúc mừng cho cô, cho thầy Bùi Minh Nhật, và xin được chúc mừng Mr. David, Mr. Eddie và Mr. Alter. Và xin được trân trọng kính mời những thầy cô có tên sau đây chúng ta cùng lên sân khấu ạ. We would like to invite teachers who have names come to the stage, please. Người thầy của các cô giáo trường mầm non Úc.